Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em gái. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Cát Tường và em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Lê Quang Châu, năm nay em 29 tuổi, em sinh ra và lớn lên và bây giờ cũng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Châu làm việc gì Châu? Dạ, có ngày nào hạnh phúc đến thế chăng, ngày mình đó với bản đen phấn trắng. Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng, mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương. Dạ, em đang làm giáo viên ạ. Dạy cấp mấy Châu? Dạ em dạy cấp 3, em dạy môn vật lý. Mời bạn gái. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và em xin chào toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào em. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi, 26 tuổi, hiện tại em đang là trợ lý phó giám đốc của công ty tài chính. Và đồng thời buổi tối thì em có dạy thêm cho các bé trường quốc tế. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định nhưng hiện tại là em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Có cái tật xấu gì không? Mặc dù là em sinh ra ở biển nhưng mà em nhạt lắm, em nói khá là chậm, nên là nhiều khi làm cho người ta cảm thấy là hơi nhàm chán đó chị. Nên là phải có tiết tấu lên, lúc nhanh lúc chậm lên xíu, đều khi nó buồn ngủ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bên kia em nói chậm nhưng mà em giọng em dễ thương thì nó nghe rất là dễ chịu, đừng có lo lắng điều đó nha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi, thế còn bạn trai thì sao? Em biết lắng nghe. Khi mà ai có vấn đề gì thì nói với em thì em rất là nghe và cũng chia sẻ với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi lười. Từ nhỏ lớn thì em cũng đi học, xong ra trường em đi làm. Em cũng ít biết làm chuyện nhà lắm. Chỉ khoảng thời gian gần đây thì em cũng mẹ cũng phải tập cho làm công việc nhà. Với thứ hai nữa là em không có biết cách để mà bộc lộ ra hay là nói ra cho cái đối phương người ta hiểu. Thầy giáo dạy vật lý mà cấp 3 là các học sinh là 17, 18 tuổi hết trơn rồi còn không ai để ý thầy hả? Dạ không đâu. Chị có tưởng rồi, tại vì lên lớp cũng nghiêm lắm. Có trải qua mấy mối tình rồi dâu? Dạ em có 3 mối tình. Trải qua mối tình dài nhất là cái lúc mà em đi học đại học á. Năm 3 là em có quen bạn đó. Bao lâu? Bạn này 2 năm mà. 2 năm. Vậy thì tới lúc mà ra trường xong cái thì em đi làm. Tức là còn bạn đó thì vẫn chưa có xin được việc làm mà quê bạn ở Long An á. Bạn đi về quê. Có những cái chuyện mà ví dụ mình cãi chút xúc thôi mà không có cái cơ hội đi gặp mặt để mà giải thích á. Cái rồi thành ra cái thôi. Bạn gái thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua chính thức là một mối tình. Một mối tình. Dạ. Bao lâu em? 2 năm mà. Chắc có lẽ là mỗi người đều có một cái định hướng riêng. Và em không có nằm trong định hướng của bạn ấy. Bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Ngoại hình ưa nhìn là được. Với lại là bạn nên chủ động một xíu. Tại vì dù sao em cũng là con gái. Với lại đừng lăng nhăng. Cái em có bảo người lý tưởng mình như thế nào không? Hay là những cái điểm nào mình không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích ở con trai đó là gia trưởng, không chung thủy. Rồi. Dạ, và không hút thuốc. Bạn trai có hút thuốc không? Dạ không à. Không, thầy giáo thì cũng rất là mẫu mực, bên đó yên tâm đi ha. Mẫu người bạn gái cần tìm của thầy giáo là gì nè? Bạn đó biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết tôn trọng mọi người trong các mối quan hệ. Dễ quá, nãy giờ anh thấy bên đó khó hết rồi đó. Em đừng có ngại chia sẻ thôi, em chia sẻ thì người ta sẽ chia sẻ. Đâu? Mình là nam mình phải chủ động. Rồi, dạ, chào em. Thầy giáo ha, rất là lịch sự, tươm tất. Mình có dự kiến khi nào tiến tới hôn nhân được không thầy? Dạ nếu có thể thì cứ cho nhau 1 năm để tìm hiểu là được. Một rồi. 1 năm tìm hiểu. Mình sẽ sinh sống ở đâu? Kết hôn thì ở với nhà em à. Hiện tại mình đang ở với ba mẹ. Dạ nhà em chỉ có ba mẹ với một bé em gái thôi. Nãy giờ thầy hình dung cô gái bên này như thế nào? Em không ngoại hình thì chắc em không biết, nhưng mà em nghe bạn chuyện gì mà chia sẻ thì có lẽ bạn cũng khá là khéo léo trong các mối quan hệ. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái của mình? Dạ đó là nói nhiều quá. Nói nhiều. Dạ không nói nhiều mà vui, không nói còn thí dụ có một chuyện mà cứ lặp đi lặp lại á mà mệt lắm à. Dạ chị nghĩ là cũng cặp đôi này cũng xứng đôi đó. Ăn thua là cái cảm nhận hai bạn khi mình nhập nhau đó. Em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Cao khoảng mét mấy nào? Em hơn mét 7 rồi đúng không? Dạ chắc cỡ mét 6 trở lên được rồi. 6 trở lên, da trắng như em không? Dạ không, da sao cũng được. Thầy da sao cũng được đúng không? Dạ. Để anh coi mắt đàn gái coi sao nha. Ô, dễ thương. Thầy em. Trời ơi, tao nói dễ thương hết mức luôn. Trắng tươi, tao trắng tươi luôn nha. Trắng gì mà sắc. Thầy em gái.
Nếu bây giờ mà hai bên đồng ý bấm nút hẹn hò thì khoảng bao lâu em có thể mở cửa cho anh ấy bước tới? Không quan tâm vấn đề thời gian, chủ yếu là bạn ấy có chân thành hay không thôi. Đúng rồi. Em có mạnh dạn, nếu mà mình ngưa mình yếu thì mình chia sẻ, đâu có gì đâu ngại. Chủ động luôn, được không? Chủ động mà ngày 1, ngày 2 thì có thể chứ. Mình con gái mà anh, dù sao mình cũng cũng nên... Con gái nhưng mà lúc đó chưa quen. Còn nếu mà đã quen rồi, mà đã xác định rồi thì mình cứ chủ động luôn cũng không sao. Dạ. Thậm chí mình gọi là nắm hết luôn, được không? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em, với là bạn của em ấy. Em ruột á hả? Dạ em ruột em. Rồi chị coi em của em coi. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào anh và chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em là Diễm My, em gái của chị Chi ạ. Trong gia đình thì Chi rất là hiền và rất là yêu thương mọi người trong gia đình. Không phải là chị Chi nhạt đâu, nhưng mà chị Chi kiểu như là nhạt một cách rất là dễ thương, rất là chân thành á. Chứ không phải là kiểu như thiếu muối nhưng mà mọi người vẫn thường nghĩ. Em mong là hai người sẽ cho nhau cơ hội thôi. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ anh em đi với gia đình của em ạ. Đâu? Là gồm có mẹ với em gái rồi cô và Dượng. Chào cả đại gia đình. Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Mẹ thấy cô gái bên đây dễ thương. Nãy giờ thấy em gái, rất là xúc động ha. Dạ em xin chào hai anh chị MC. Em là cô của Châu. Xin chào bạn gái bên đây. Thì nói về nhận xét ban đầu của cô đối với lại bạn gái thì bạn là có một ngoại hình rất là dễ thương, trong cái lời nói rất là điềm đạm, rất là dễ thu hút được người khác khi mà tiếp xúc với bạn gái này. Cô nghe cái giọng nói là rất là thu hút. Và em nghĩ là điều mong muốn nhất của chương trình đó là một cái kết viên mãn giữa hai bạn. Xin cảm ơn. Anh Châu, Châu nãy em biết sao rồi, mẹ em biết em gái hả? Mẹ với em gái em khóc không? Dạ biết. Mọi người nhà em ai cũng thương nhau hết, mà từ nhỏ thì em được thương nhất nhà. Thấy nãy giờ em gái với mẹ rơi nước mắt mấy lần rồi đó. Hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nữa, hạnh phúc nhiều hơn nữa nha Châu nha. Cố lên nào. Rồi mở rào. Không gian này là của Châu đó. Mạnh dạn lên em. Tặng em không? Dạ em cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Đồng thời em cũng có món quà tặng anh. Có một cái câu mà em rất thích, đó là nếu như mà mình không thể thay đổi được sa mạc thì mình hãy biến thành sương rồng để thích nghi với nó. Cảm ơn em. Dạ. Hay quá. Rồi hai bạn ngắm nhìn nhau đi. Dạ thì nhận xét thì bạn nữ rất là hiền và rất là xinh, da rất là trắng. Em bó hoa ảnh có gửi theo cái thiệp đó là cái gì? Dạ. Dạ em dạy vật lý cho nên em cũng có một bài thơ về cái chuyên môn của em. Gửi em cô gái nhỏ, anh gặp em cảm ứng một tình yêu, hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ, anh bối rối lạc vào miền cực lạc. Miền lực lạ. Miền lực lạ. Ta dạy vật lý em à. Ngưỡng ân tình động lại những yêu thương, giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương, miền nỗi nhớ nhạt nhòa vâng sáng tối, điện trở bên em biết bao giờ có đổi, gian dở hoài một định luật tình yêu. Trời dạ. Ơi đọc ta thơ anh thấy nghe lạc vô miền cực lạc, anh giật mình. Dạ, tại cái để bạn Nam đọc lại cho nó hay đi. Ta để đọc có... sao mà lạc gì mà ta ra thành cực lạc luôn kìa. Dạ tại cái danh từ chuyên môn nó nhiều. Tránh cái từ cực nên... lạc nha. Anh gặp em cảm ứng một tình yêu, hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ, anh bối rối lạc vào miền lực lạ, ngưỡng ân tình động lại những yêu thương, giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương, miền nỗi nhớ nhạt nhòa vâng sáng tối, điện trở bên em biết bao giờ có đổi, gian dở hoài một định luật tình yêu. Trời ơi thầy dạy lý đó. Tặng liền đem qua tặng liền. Thầy dạy vật lý mà tôi tưởng thầy dạy văn chứ. Cái này mà mấy cô học trò mà nói không để ý thầy thì tôi không tin đâu thiệt luôn á. Ông nhưng mà em hạn chế tiếp xúc à. Dạy mà hạn chế tiếp xúc là dạy sao dạy? Dạ tức là dạy hết giờ rồi mình đi về thôi à. Chứ cũng không có làm gì hết. Về nhà thì cũng lo trong nhà rồi ngủ. Em mê ngủ lắm. Cho nên em mới mập dữ vậy. Anh có thích đi du lịch không? Dạ thích lắm. Dạ. Nhưng mà đi mấy lần không có vui. Sao vậy?
Nói chung là cũng có một lần đi xong cái về cái bị người yêu chia tay, cho nên buồn quá tới giờ luôn. Thôi đừng nhắc người yêu cũ nữa. Dạ, dạ xin lỗi em không. Nhưng mà nếu mà hy vọng nếu mình có cơ hội hôm nay mình nhấn nút thì tới Giáng sinh này anh hy vọng là sẽ được mời em đi qua sim chơi. Hy vọng lần này nó sẽ vui. Dạ em cảm ơn anh. Em thích ăn lắm. Cuối tuần á em cũng rảnh, tại vì là hồi xưa là em hay đi với em gái em với bạn thân à. Mà bây giờ thì em trai em là sắp có vợ, em gái em với bạn thân em cũng có người yêu rồi, nên em toàn đến mình ơn không à. Nên là đi hy vọng là anh sẽ dành chút thời gian với em. Gì ăn uống anh giỗi lắm, không có gì đâu. Anh ăn cái gì anh ăn cũng được hết. Bớt tập mà cái kìa, cái bụng kìa. Dạ mập. Đâu sẽ gặp nhau nói chuyện ăn uống không vậy? Tao có 2 phút tao vô chuyện tình yêu đi chứ. Dạ tại hồi đó con có coi hài của chú Dân Sơn. Dân Sơn đó là cái con đường ngắn nhất đi đến trái tim người phụ nữ là phải đi ngang qua cái bao tử chứ. Dạ. Hai người này giọng nói giống như ru ngủ nhau, nhẹ nhàng dễ sợ. Giả sử như khi quen nhau đi chẳng hạn thì anh có thể chủ động hơn một xíu được không? Tức là bây giờ anh khó có thể thay đổi, nhưng mà anh có thể dần dần thay đổi được không? Cuối tuần thì anh cũng sẽ chủ động nhắn tin hẹn em, chứ không để em hẹn anh, chắc chắn luôn. Dạ. Chỉ cuối tuần mới nhắn tin thôi hả? Còn trong tuần là nín. Dạ không, hẹn hẹn đi thì mình dạ, chủ mình động phải thăm hỏi mỗi ngày chứ em ha. Dạ có, chị sợ bạn không có thời gian đâu, tại vì bạn làm trợ lý thì chắc thời công việc người ta không có thời nhiều. Gian nhưng mà người ta vẫn muốn mình quan tâm, khi nào người ta rảnh người ta sẽ xem. Dạ tại em sợ nhiều khi nhắn tin nhiều quá ta thấy phiền, em ngại lắm, tính em hay ngại lắm. Dạ. Không anh đừng có ngại cái vụ đó, em không phiền đâu. Dạ. Được rồi. Hoàng cứ hỏi anh đi. Dạ. Nói ăn thì nói ào ào. Nói yêu Tình yêu thì ngồi im ru và rầu. Ví dụ như mà như mình tìm hiểu mà cảm thấy mình hợp á, một năm sau mình kết hôn được không? Được. Rồi lúc đó em muốn ở riêng hay là muốn ở với ba mẹ? Thực ra em không quan trọng điều đó, chủ yếu là hai đứa cảm thấy là như thế nào là thoải mái nhất là được. Quan điểm của em là cho đi thì sẽ nhận lại. Nhà ba mẹ cũng không có khó khăn gì, cho nên là nếu em về gia đình anh thì mọi người cũng sẽ rất là vui vẻ. Và mẹ thì rất là thương anh, cho nên cũng sẽ rất là thương con dâu, cho nên cũng không có bắt em phải làm dâu cực khổ gì đâu. Mình tiến hành bấm nút đi. Rồi. Cặp hồi nãy thì dễ cưng, cặp bây giờ thì dễ thương. Mình bấm nút là mình cho đi cái duyên để tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai, ba. Mà thầy giáo rất là rung, rung lắm. Thầy giáo mà rung dữ lắm. Thôi nắm tay nào, rung cái nào. Bấm nút lẹ quá. Rung thầy giáo rất nắm là tay rung. Tay nhau đi hai bạn. Thủ tục. Bởi mình bấm nút bằng trái tim thì mình phải chứng minh bằng nụ hôn. Dạ. Đừng có rung nữa, có anh kế bên nè. Thầy sắp xỉu rồi. Xin phép em gái, xin phép bạn với phép chị. Thôi. Mình là Công ạ, tên tuổi và nghề nghiệp quê quán. Mình tên là Hiếu Văn Hiếu. Anh đọc lại tên thường em đi ạ. Mai Đức Hiếu. Mình sinh năm bao nhiêu anh nhỉ? Em sinh 1990 chị ơi. Nghề nghiệp của mình hiện tại là gì? Anh quê ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em làm Shopee á. Giao hàng Shopee á, shipper á. Mình quê quán ở đâu của nhỉ? Bạn từng bạn từng tham gia chương trình chưa ta? Thấy cái tên quen quen á. Có, hôm bữa em có cái tin làm hay làm một lần đó. Là em cái tin có đậu hay không hay như? Không biết nữa, không thấy ai trả lời chị ơi. Có nghĩa là có rồi nhưng mà không thấy ai trả lời đó, cái tin đồn trên Facebook. Nào em? Có một rồi, có một lần không biết chị nào thôi. Rồi, có nghĩa là ok, đợt này là mình sẽ cắt lại ha. Còn nếu có thông tin thì chương trình sẽ báo. Và mình đã từng cắt rồi, cho nên là mình sẽ biết. Và mình sẽ chủ
đầu của mình, cũng như là cái chuyện tình trường và hình mẫu mình ra sao nha. Tại vì mình cũng đã từng có kinh nghiệm đi cát rồi nè, tự tin mạnh liệt mạnh mẽ lên. Em thì lâu em chưa quen ai chơi cả 6-7 năm nay rồi. Em lo làm quá với lại thời gian nó không có lắm. Nhiều lúc mà mình rảnh thì tối về mệt mỏi rồi không muốn đi đâu chơi. Vòng nhà mà đi làm suốt à. Thì cái nghề này thì mấy chị cũng biết rồi, giao hàng, em giao hàng bên Shopee Red á. Mẫu người bạn gái em thì cũng đơn giản thôi, nhìn lần là được rồi. Chung gia đình em cũng dễ chị ơi. Alo. Bạn gái này kia mình phải có những cái tiêu chí rõ ràng thì là chương trình mới có thể ghép đôi cho mình được nha. Thì em ở thành phố thì nếu mà có được thì thành phố cũng được, hoặc là quê cũng được, chứ mình miền Tây cũng được. Chứ xa quá thì chị em không có thời gian về đó, thì công việc em làm suốt là không ít lắm. Lễ là dịp lễ này nọ thì mới được vậy thôi. Thì, rồi, tiếp. Thì mẫu bạn gái em thì cũng hiền lành là được rồi chị ơi. Nhà em nói chung cũng dễ, em nhà ở nhà thì có mình mang em đó à, có hai mình con à. Là trước giờ mình đã từng yêu cô nào chưa, có dẫn cô nào về ra mắt mẹ chưa? Dạ cũng có một hai lần thôi, nhưng mà lâu mà 6-7 năm nay em không có quen ai nữa. Là cái mối tình trước đó mình chia tay lý do là vì sao? Không hợp chị ơi, hai bên này không hợp nhau. Cụ thể không hợp là gì nè? Thì cũng có đi chơi vài lần thì cũng có quen, nói chung là cũng sâu đậm lắm. Cảm thấy bên gia đình này nọ hai bên đó chị. Lúc mà mình thương ra thật, nhiều lúc người ta dối lòng mình này nọ, em cảm thấy không hợp, em chán, em không muốn quen nữa thôi. Thì nên nhiều một người cha mà yêu một người cá thật lòng thì chị cũng biết mối tình yêu rồi đúng không? Nếu mình thấy người ta rồi, người ta đã rồi thôi mình. Em thấy mình không có ý nghĩa gì trong cuộc sống người ta nên thôi mình đặt chia tay thôi, em chia tay luôn em không. Đó em quen được hai người rồi mà em. Rồi vậy thì nếu bây giờ mà nếu mà quen một người thì mình là có xác định đi lâu dài hoặc là dự định là mình đã có chuẩn bị cái gì chưa để mà lập gia đình kết hôn chưa hay sao? Thì giờ công việc của em hiện tại cũng ổn định rồi, nếu mà có vợ được thì em cũng dư sức lo cho vợ em được. Tại em không hứa cái này nè, nói chung là em nếu mà có hai vợ chồng mà vợ em cũng có làm nữa thì hai vợ chồng sống khỏe nè. Đối với em thì là công việc của em giờ đó ổn định. Em cũng có tiêu chí là muốn quen một người đẹp tính tới hôn nhân thôi đó. Cũng lớn tuổi rồi, năm nay em cũng 32 rồi. Rồi, ok. Hiếu còn muốn chia sẻ gì nữa không về bản thân mình? Ví dụ như mình có những cái điểm gì mà mình chia sẻ thì bạn gái sẽ thích ở những cái điểm đó ở người bạn trai. Ví dụ những cái điểm mạnh của mình đi. Thì dễ lắm cho em, nói chung là vui. Cái con người con gái nào gặp em nói chuyện chơi. Nếu mà có thương em tập lòng thì em tấm lòng em rất là thật và rất thương lắm. Tại cũng có một người con gái rất là biết em thương người ta, nhưng mà người ta cũng từng thường đối em tính em thật lòng lắm. Có sao nói đó mà người con gái nào mà tiếp xúc với em được ví hiệu tình em thêm. Tại giờ nói đây thì mấy chị cũng nhiều khi mình nói mấy chị cũng nghĩ là em nói dối thôi đúng không? Tại mình quen nhau thì chưa biết được thôi. Rồi, ok ha, thì đây là coi như là lần cát thứ hai của mình rồi. Thì nếu mà có thông tin gì chương trình sẽ báo. Và lên ghi hình này kia các thứ thì mình cũng cắt tóc, tai, đồ gọn gàng lại nha. Rồi, em đang đi làm á, chứ em không có thời gian. Tại vì cái công việc này thì mấy chị cũng biết là em đang ngoài gì, trong chung cư mình nè, đang giao đồ cho người ta nè, cái gọi em đang giao hàng, cái gọi em chưa có mặt. Biết rồi, thì là chị nhắc trước như vậy thôi. Còn nếu mà có những cái thông tin làm việc tiếp theo thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, ok, cảm ơn Hiếu. Mình xong rồi nha. Tên ai nữa vậy? Nguyễn Văn.
Rồi ok, ở đây là sẽ có các biên tập cái chương trình đã nhìn thấy hình ảnh của mình rõ rồi nè. Mình ngồi cố định vị trí lại ha. Rồi mình sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình trước nha. Những cái thông tin về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì. Nhìn chung là mình sẽ tự chủ động chia sẻ, và khi nào biên tập thấy thiếu vấn đề gì đó thì họ sẽ hỏi thêm nha. Dạ. Rồi ok. Rồi mình bắt đầu luôn đi em ơi. À, mình đã bắt đầu luôn nha chị. Ừ, ok em. Em chào mấy anh chị nha. Dạ, em là chị Cường. Em năm nay 27 tuổi. Dạ, em quê ở Thành phố Huế. Thì hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Thì công việc hiện tại của em làm nghề bên sale bất động sản của công ty Đức Xanh Miền Tây nha chị. Thì em là cái gì Cường? Dạ, em là Hoàng Nhị Cường. Hoàng Nhị Cường, rồi dạ. Em làm ở Cần Thơ lâu chưa? Dạ thưa chị, đã em làm khoảng 6 tháng á. Trước đó là em làm bên Sài Gòn á chị. Là trước đó là lý do vì sao mà em chuyển về Cần Thơ làm? À, lý do là đợt đó em kinh doanh trên đó, rồi xong dịch quá nên không được, nên em chuyển xuống dưới đây làm á chị. Rồi, công việc hiện tại của em ở Cần Thơ thì có ổn định không? Dạ, cũng ổn định nha chị. Rồi, coi như là quê nhà này kia của em là vẫn ở ngoài Huế đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, ok. Cường chia sẻ về bản thân em đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? À, dạ, thưa chị là điểm mạnh của em là... điểm mạnh của em là sao nhỉ? Là nói chuyện vui vẻ, hài hước. Luôn gọi là luôn cố gắng để mà mang lại vui cho người khác á chị. Rồi điểm mạnh cũng là kiểu như là mình người biết quan tâm và quan tâm lắng nghe và động viên người khác. Còn điểm yếu của em là em nghĩ là mình sống hơi vội á chị, mình sống hơi nhanh, với lại em nhìn không biết nấu ăn. Dạ em xin hết á chị. Sống vội là như thế nào em? Cụ thể em thường sống vội trong những trường hợp gì? À, sống vội tức là kiểu như em, tức là em có một cái bài học là em ngủ ra được là những kiểu như là thời gian mình trôi nhanh quá, nên cái gì em cũng làm nó nhanh hết trơn á chị. Ví dụ như em làm cái việc gì đó là em cũng hoàn tất cho cái việc đó cho nó nhanh, với lại nó hoàn hảo nhất á chị. Rồi, rồi vậy thì là trong tình yêu thì có yêu vội không? Trước giờ là trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thưa chị là trước giờ là chưa có mối tình nào hết trơn với chị. Dạ đúng rồi, nhìn dạ. Thấy là cũng ok ngoại hình rồi này, các thứ rồi sao mà chưa có yêu ai. Dạ cái này thì em cũng nói chung là lý do thì em không biết lý do tại sao nữa, nhưng mà em thấy cái thời gian gần đây là em cũng kiểu như mình cô đơn và mình cũng là muốn kiếm người còn lại của mình á. Thì trong cái công ty của em thì em cũng chủ động và kết nối với nhiều người để mà tìm hiểu, nhưng mà qua cái cách nhắn tin em thấy là họ không có nhã ý với mình nên rồi là thôi luôn. Là cũng bây giờ em mới nhờ tới chương trình đó chị. Hồi giờ là em không có để ý ai luôn hay như thế nào, hay là có tìm hiểu ai không hay sao? Em có để ý, em có tìm hiểu, em có những tin có người ta đi uống cà phê hay là đi chơi chẳng hạn, nhưng mà qua cái cách những tin của người ta là em thấy là người ta không có để ý tới mình, với lại người ta mình nên nhiều khi nhắn nhiều người như vậy, nhiều khi mình nạt lại cũng hơi chán á chị, cộng thêm với áp lực công việc thì áp lực công việc này kia nữa nên hiện tại là chưa có ai luôn. Rồi dạ. Bây giờ là em sẽ mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào để phù hợp ha, về những cái tiêu chí ngoại hình, tuổi tác, vùng miền, công việc ha. Dạ thì cái mong muốn tìm được tìm người bạn gái lý tưởng của em là thứ nhất là biết quan tâm người khác, biết lắng nghe và biết lắng nghe người khác, với lại vùng miền á chị. Vùng miền thì nói chung là em cũng không quan trọng cái vùng miền lắm, nhưng mà chỉ biết là chị mong muốn là người đó hiểu, nói chung là hiểu và cố gắng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, cố gắng lắng nghe em, cố gắng để mà hiểu nhau hơn chị, biết nấu ăn càng tốt nha chị. Rồi tuổi tác thì sao em? Tuổi tác dạ thưa chị, tuổi
tác thì đâu đó khoảng từ 24 tới 31 tuổi chị. Rồi thì là em có yêu xa được không hay là như thế nào? Yêu xa thì dạ cũng được, nhưng mà phạm vi là cái tỉnh thành miền Tây với lại Sài Gòn đó chị, còn ví dụ như ngoài Hà Nội với lại ngoài miền Trung thì đâu có được, tại vì hiện tại em đang công tác ở đây mà. Dạ. Rồi có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Điểm gì không thích người bạn gái ha? Để em suy nghĩ tí đó nha chị. Điều em không thích ở bạn gái là là nói nhiều với lại kiểu như là kiểu như là không tôn trọng mình á. Nói chung là ví dụ như mai mốt mà quen em á là phải tôn trọng những cái sở thích của em với lại những cái ví dụ như khách hàng của em chẳng hạn, chứ đừng có đánh giá với lại đừng có phán xét em, kiểu như là ví dụ như em thiếu sót hay là em sai cái gì đó thì góp ý cho em với cái phương diện là xây dựng đó chị, chứ đừng có kiểu là phán xét với lại đánh giá em, điều đó là em nhất đó chị. Em có tài lẻ năng khiếu gì không Cường, ca hát rồi được không? Dạ, ca hát thì em hát hơi nhỡ. Nên là phải chuẩn bị một bài hát gì đó để hát tỏ tình bạn gái chẳng hạn chứ. Em nếu mà được thì em hát một đoạn thôi chứ em hát có nhiều. Rồi hát thử chị nghe một đoạn luôn đi. À, hát đó, đoạn giờ em không có nhớ thuộc nữa thì em bật cái lời đó chị. Dạ, chị đợi em tí ạ. Thôi để em... Thôi để em hát thôi cho chị. Dạ alo. Rồi hát đi em, chị đang dạ. Nghe đây. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Dạ em xin hết ạ. Rồi ok dạ. Cảm ơn Cường ha. Thì đây chỉ là cái buổi cast làm quen đầu tiên thôi. Nếu dạ. Như mà em được chọn thì chương trình cũng sẽ có cái thông báo cho em. Và dạ. Sẽ có một biên tập sẽ làm việc trực tiếp với em để mình chuẩn bị cái nội dung để mình lên sân khấu ha. Dạ vâng chị. Rồi ok. Cảm ơn Cường nha. Mình dạ. Xong cái buổi cát rồi đó. Em có thể mắc ra được ha. Dạ rồi em cảm ơn chị. Em cảm ơn chương trình ạ. Rồi chào dạ, em. Dạ em chào chị. Mình xem. Mấy ông này nhắn được đấy. Ha. Anh đi 7 tuổi. Ủa xin một chút cho anh được rồi. 7 tuổi. Không mất máy. Thế rồi, Hiệp với Ngân thì cứ chủ động hỏi tiếp nha tụi em. Chị sẽ nghe cái lòng, chị sẽ mạch.